Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Bay Việt ngữ đã cho tự do với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính nói Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam có phát biểu như vừa nêu hôm 12 tháng 5 giờ Hoa Kỳ trước các doanh nghiệp Mỹ trong buổi làm việc do hội đồng kinh doanh Mỹ ASEAN, USABC và phòng thương mại Mỹ USCC tổ chức. Chúng tôi mong các đối tác doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội. Tôi sẵn sàng đối thoại bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam, về dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta cởi mở chân thành để làm việc. Khi hợp tác với nhau thì lợi ích hài hòa mà rủi ro phải cùng nhau chia sẻ. Mạng báo thanh niên trích nguyên văn lời ông Chính nói như vừa nêu. Trong bài nói chuyện trước các doanh nghiệp Mỹ, ông Chính cũng cho rằng sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ thì hai nước trải qua nhiều thăng trầm, chua cay, đắng ngọt đủ cả. Và đến nay, hai bên đang bước vào giai đoạn quả ngọt. Gần 50 dự án tại Cần Thơ được giao đất không qua đấu thầu, trong đó có dự án khu đô thị mới Thới Lai. Đó là kết luận của thanh tra thành phố Cần Thơ Đưa ra tại cuộc họp báo sáng ngày 12 tháng 5, thông tin về việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai. Dự án này được triển khai ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, tuy nhiên đánh máy thành ấp Thới Thuận A, khiến cho người dân bị thu hồi đất vô lý khiếu nại. Ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố đã chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư kiểm tra rà soát lại trong 49 dự án không qua đấu giá trong đó có dự án khu đô thị mới Thới Lai. Khi nào có kết quả sẽ thông tin cho báo chí. Trong cuộc gặp hơn 2.000 người Campuchia sống ở Hoa Kỳ và Canada vào tối ngày 11 tháng 5 tại Washington, DC ông Hun Sen cho biết việc cấm mốc biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia cho đến nay đã đạt được 84%. Gần đây, Ủy ban biên giới của hai nước đã đàm phán về 6% trong số 16% còn lại đường biên chưa được cấm mốc. Ông Hun Sen cho biết một số người cáo buộc ông bán đất cho Việt Nam. Tuy nhiên, theo lập luận của ông, thì trong thực tế, chính phủ nông bền cố gắng hết sức để bảo vệ đất nước và lãnh thổ. Nếu ông bán đất, thì tại sao lại cần phải đàm phán và giải quyết vấn đề biên giới? Trong cuộc gặp song phương khi đến Hoa Kỳ dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, Thủ tướng hai nước Việt Nam và Campuchia đồng ý thúc đẩy ủy ban biên giới từ bên chấm hoàn tất đàm phán về 60% trong số 16% đường biên còn lại. Ông Hussein mời ông Phạm Minh Chính thăm Campuchia trước kỳ họp cấp cao ASEAN vào tháng 11 năm nay và ký thỏa thuận về 6% đường biên giới đang được đàm phán. Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế vào ngày 12 tháng 5 công bố báo cáo về những người phải đi tị nạn vì bị truy bức về tín ngưỡng. Báo cáo có tên Tổng quan toàn cầu về người tị nạn phải trốn chạy do bị bách hại về tôn giáo. Báo cáo nêu bật quy mô trên phạm vi toàn cầu tình trạng bách hại tôn giáo, tín ngưỡng. Theo báo cáo công bố ngày 12 tháng 5, nhiều nhóm thiểu số tại Việt Nam phải trốn sang Thái Lan và Campuchia tìm quy chế tị nạn vì bị nhà cầm quyền bách hại. Có chừng 1.500 người thiểu số Việt Nam đang có mặt tại Thái Lan. Trong số này, có chừng phân nửa đã được cao ủy Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn, phân nửa chưa được hay bị từ chối. Đa số họ là những người Hmong, hay người dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo Thiên Chúa Giáo. Tại quê nhà ở Việt Nam, họ bị buộc phải từ bỏ hội thánh của họ mà theo các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát. Những nhóm tôn giáo khác bị bách hại được nêu ra gồm hòa hảo, không theo phái nhà nước, cao đài chân truyền, cũng như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tín đồ Phật giáo Khmer Krom. Nguyên Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang bị đề nghị truy tố do không chỉ đạo thực hiện kiểm tra để thu hồi tài sản cho nhà nước số tiền hơn 3,8 triệu đô la, giảm giá mua nguyên liệu cho công ty dược Cửu Long. Truyền thông nhà nước ngày 13 tháng 5 dẫn kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an với đề nghị truy tố ông Quang như vừa nêu. Ngoài ông Quang, còn có 7 viên chức khác thuộc Bộ Y tế bị đề nghị truy tố trong vụ án, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Dược Cửu Long và các đơn vị liên quan. Cựu Thứ trưởng Y tế Việt Nam Cao Minh Quang vào tháng 3 vừa qua bị khởi tố và tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ thổi giá kit test COVID-19 của công ty Việt Á. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ đã cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RV Tiếng Việt.